tên cô Bảy. Xin chào cả nhà đi. Xin chào cả nhà, cho nhà, cho vui, cho vui, cho vui, cho vui. Rồi, hôm nay thì hai mẹ con Bảy ăn dâu đầu mùa các bạn ơi, mới đi lại vườn cái vườn mà Bảy thường đi á. Mới đi mua về, tính đâu chưa có người ta sớm quá, người ta chưa có bán ai về đi thử mà có bán rồi nên cho nên mua về đây luôn. Ăn dâu mà bây giờ uống uống trước. Đó, thôi thì bây giờ hai mẹ con Bảy mời các bạn cùng ăn với hai mẹ con Bảy nha. Rồi ảnh đòi chế kem vô nè các bạn ơi. À, ảnh đòi ăn kem nè các. Ảnh đòi ăn kem nè cho nên Bảy xịt nè các bạn. Bảy thì nè, xin mời cả nhà đi. Xin mời cả nhà. Các bạn nhìn thấy cái dâu nè, ngọt dữ lắm các bạn ơi, ăn không cũng ngọt cho nên Bảy thì Bảy thích ăn không, còn ảnh thì ảnh thích ăn chấm với sữa với chấm với sữa với kem nè. Ngon không, nói cho nghe cái đi, cảm nghĩ đi, ngon không? Nói đi, ngon quá. Ngon quá. Các bạn thấy mình lợi vườn mình mua á các bạn. Mình mua tại rồi nè. Mình mua tại vườn đó là nó chín tới cái cây gì đây luôn nè. Là người ta để chín là người ta hái, ngày nào là người ta bán ngày đó cho nên ở vườn với siêu thị nó khác xa các bạn. Cho nên Bảy ăn nha, dâu là tới mùa dâu là Bảy lợi vườn Bảy mua không à, chứ Bảy không có ra siêu thị mua. Ngọt quá bạn ơi. Ở Nhật này Bảy thích trái cây và công nhận nó là ngon, đó là nho với dâu các bạn. Là Bảy thích hai cái loại đó nhất. Nè các bạn nhìn thấy nè. Một hộp, một mâm như này là 500 ngàn đó các bạn. Anh không biết xịt à. Đây Bảy cũng mắc trước ảnh Bảy ăn theo một cái rồi. Chứ thường thường này ăn mà ăn với mấy cái này là nó không có mùi vị gì các bạn ơi, không có mùi. Bảy mời các bạn ăn một trái dâu kem với Bảy. Ba ảnh mắc cỡ và anh không vô. Với lại ổng mới ăn no. Ngồi bên đó. Công nhận này. Nho thì ý dâu thì nó ngọt, còn ăn với cái kem thì nó béo các bạn ơi. Mà ăn cái kem này ngon hơn ăn với mà cái sữa. Cái sữa bò các bạn. Nè, anh nhỏ là anh chỉ mê dâu này thôi các bạn ơi, còn đi vô Costco siêu thị Mỹ mua dâu Mỹ là anh về anh đâu ăn. Các bạn nhìn thấy không? Ôi. Nè, kem xịt lên nè. Đó. Rồi nè. よし、誰の顔気に入る？次は。Chị chị cha ba cha. Anh ấy hồi nãy là anh xịt cái gâu của ba anh rồi, giờ tới xịt cái gâu của ông nội ông ngoại. Ở đây đây mới làm cho. Ok. Chị cha ba cha no kami no kata de. A, biết à. Kakoi hai cái. Cái loại dâu này ngon các bạn ơi. Để mai mốt Bảy đi đi mà bẻ dâu á các bạn, ngay cái chỗ kia á, cái trái nó ngọt mà nó thơm các bạn ơi, cái này là ngọt không, còn cái loại giống mà ngọt mà nó thơm nữa. Các bạn thấy trái, một trái mà đen sồ bỏ vô miệng mà không hết cái miệng luôn các bạn. Lớn lắm. Đặt hẹn rồi, cái đó là
ngay chỗ đó là đắt dữ lắm các bạn ơi, phải đặt hẹn, đặt hẹn trễ, trễ năm rồi bảy đặt hẹn trễ là không có đó các bạn. Bây giờ năm nay đặt sớm. Ồ các bạn thấy không? Thịt nó không mi thịt cho. Ôi, ăn cái này xịt xịt với dâu này ngon, ý xịt với kem này ngon các bạn ơi. Tại vì thường thường bảy ăn trái cây á là bảy thích ăn chấm muối à, chứ không có thích ăn mấy cái kem này các bạn ơi. Cho nên bữa nay có anh nhỏ anh ngủ ghê ăn ăn kem này, cho nên lần đầu tiên bảy ăn kem luôn. Dạ đã. Anh đòi tự ăn. Ore chiga tabekata ne. Mama ore wa ne. Saki mo itteta yo kero. Soshite. Sushushite chop gat. Hả? Anh đòi ăn ba cái này nè với đường á các bạn. Ok, haita. Haita. Nữa không mày xịt cho. Nè. Manaka. Dâu này là nhiều vitamin nhất đó các bạn, cho nên là ảnh mà một hộp là ảnh ăn một ngày là ảnh có thể ảnh ăn hai hoặc ba hộp đó các bạn, này ngọt lắm. Nè các bạn thấy không, trái già hay trái già hay trái dâu mà bẻ giường á là nó chín tới chỗ này nè. これ よりもお前食べてみて。うん。食べてみて。ちょっと待って。ほら。うん。Cái này ngọt. Trời ơi, ngọt không phải nói là diễn tả là ngọt như đường luôn các bạn ơi. Ảnh ăn xong rồi ngọt quá, ảnh đem cho bảy thử. Giờ ảnh đem cho ba ảnh thử rồi. Ba ảnh không ăn mà ảnh ép. Ăn dâu mà uống nước nho anh. Ừ. Anh nhỏ ngủ ghê bây giờ bảy ghiền cái kem này nè các bạn, tại vì nó béo béo các bạn. Nói chung là ảnh đó các bạn, hay ảnh ăn nhiều nhưng mà đúng chỗ, đúng mùi vị ảnh mới ăn các bạn, giống như mà cái chỗ bánh kem đó. Chỉ có một chỗ đó là ảnh mê thôi, có thể là ảnh một ngày ảnh ăn hết một cái bánh size 15, nếu như mà size 18 á là ảnh ăn 2 ngày là hết một cái bánh, sinh nhật ảnh ăn 2 ngày là hết cái bánh của ảnh luôn các bạn. 7 với 3 ảnh đâu có ăn đâu. Xịt cái chuyện nó văn cái dâu qua luôn á. Ảnh ăn xong rồi ảnh mê. Tại vì bữa nay đi các bạn đi loại đó trễ nữa, tính là đi thử coi thứ chừng nào bán thôi, nếu có thì mua, không có thì thôi. Bảy nghĩ là cũng chưa có bán đâu. Ai vậy, cho nên là bị đi cũng chiều rồi đó. Mui nè, sao đây ok nè. Hồi nãy lại mua hỏi ảnh lấy cái loại nào, ảnh nói lấy cái loại mà lớn nhất. Trời ơi, chơi thử xong rồi cắn là bỏ lại. Cái loại này là ngọt. Có cái loại kia nó ngọt nhưng mà nó hơi chua chua, nên là bảy không biết. Tới mùa dâu, bảy chỉ một năm là bảy chỉ ăn dâu với ăn nho ở đây là các bạn ơi, chứ táo với lê bảy cũng không có thích cho mấy. Rồi chị mới tay này đã cần tôi cái chân giờ tay đi à, có là mấy cần anh lựa xong rồi anh cho bảy thử. Thank you.
này ở chỗ đó người ta vô một thùng á các bạn, thùng mà là bốn bốn hộp vô một thùng, nhưng mà mình muốn mua lẻ thì mình luôn mua cái này bảy mua một thùng à, đây với bữa ảnh ăn ăn dâu mà ảnh uống nước vô, giống như ảnh ăn thịt mà ảnh uống nước vô cho tiêu vậy. Đi lại giường á các bạn ơi, nhìn mê lắm. Một năm là nhà bảy đi á, hai chỗ khác nhau, một chỗ ngon nhất á là tháng 1, còn cái chỗ này bảy mua là đi tới tháng 2, tháng 3. Anh nhỏ bắt đầu anh no anh chạy các bạn ơi. Ảnh nói ảnh no rồi. Rồi nó hết chảy rồi bắt đầu nó tan ra, hết lạnh rồi nó tan ra. Nãy giờ ảnh chơi. Ăn cái này là mắc ngay đó các bạn ơi. Nó chảy rồi nó hết rồi. Để bỏ vô tủ lạnh lại mới được. Ăn cái này chứ nhanh no lắm các bạn ơi. Đi vô vườn nho là bẻ là ăn khoảng 3 hộp đó. Bảy vô đi vườn nho là bảy ý được vườn dâu. Là bảy một lần là bảy bỏ hũ muối đem theo. Thôi thì bây giờ bảy sẽ kết thúc cái video ở đây. Các bạn có thích cái video này của bảy, các bạn nhớ bấm đăng ký like và chia sẻ chứ bảy. Hẹn các bạn vào cái video sau. Bye bye.